Chào tất cả các bạn thành viên của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Một giải đáp tâm sự hôm nay của Lina được dành cho một bạn, một bài tâm sự của một bạn thành viên trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc. Bài được đăng dưới dạng giấu tên để bảo mật thông tin ha. Mà bạn nào có là thành viên của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc mà có những tâm sự nhờ giải đáp mà không muốn lộ tên thì các bạn có thể gửi bài về cho nhóm và ghi dưới dạng giấu tên nhé. Chi tiết tâm sự của bạn này như sau. Chào chị Lina, em có chuyện buồn hôn nhân và được một người bạn khuyên là nên nghe các clip của chị trên YouTube. Và em thật sự thấy như là chị đang nói hộ nỗi lòng của em vậy. Em xin vô nhóm để nhờ chị hướng dẫn giùm em vì thật sự em cảm thấy bế tắc quá. Em với chồng kết hôn được 9 năm rồi, lúc kết hôn cũng không phải là yêu nhau lắm, nhưng mà vì cũng đến tuổi và thấy mọi việc cũng ổn nên cứ lấy thôi. Sống với nhau thì không hợp, anh cứ gây gổ rồi quăng quật nói năng xúc phạm em. Lúc mới cưới 2 năm đã một lần ngoại tình và đánh em nên em bỏ đi thì anh ta kéo về lại rồi năn nỉ. Lúc đó đứa thứ hai còn nhỏ quá nên em lại bỏ qua. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân cứ ngột ngạt như vậy suốt bao nhiêu năm. Gần đây nhất em lại phát hiện anh ta ngoại tình, có cả chat sex với người đó. Em nói thì anh ta chối và lớn tiếng mắng em, có cả bạo hành tình dục nữa. Em nói muốn ly hôn thì anh ta không chịu. Em có bằng chứng nhưng không biết có nên tung hô lên không. Em thật sự muốn ly hôn nhưng nghĩ cũng xót con, rồi cũng sợ tình hình kinh tế tài chính nhà cửa khó khăn, rồi sợ anh ấy không chịu kiểu đó thì anh ấy sẽ quậy. Em thật sự bế tắc, chị nghĩ em nên làm gì bây giờ? Ghi chú thêm là anh ta vẫn đem tiền về, vẫn đóng tiền học cho con và đưa tiền chợ búa, nhưng cứ câu nói câu trước câu sau với em là chửi em bằng đủ từ ngữ xấu xa. Em sống ngột ngạt vậy nên người gần như cạn kiệt sức lực chị ạ. Em làm giáo viên lương không cao, còn anh ta thì kiếm được nhiều hơn. Nhà thì trả góp thì cũng gần hết nợ rồi. Chào em, nói thật là đọc tâm sự của em, Lina thấy buồn quá. Mỗi ngày Lina tiếp nhận tư vấn cho rất nhiều các trường hợp khủng hoảng hôn nhân khác nhau. Và dù là có nhiều vụ việc mâu thuẫn nó bùng nổ rất là lớn, nhưng chỉ cần nhìn thấy được cái nền tảng hôn nhân của hai người đó đã từng có với nhau và còn cảm nhận được một chút tình cảm và sự tôn trọng họ dành cho nhau thì Lina đều cố gắng thuyết phục người trong cuộc đừng vội buông tay mà hãy thử cố gắng một lần chỉnh sửa hôn nhân đúng cách bằng việc tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc. Nhưng thật sự khi nghe đến trường hợp của em á, thì dù là người đang làm cái nhiệm vụ tư vấn hàn gắn hôn nhân thì Lina cũng khó có thể cho em một cái lời khuyên rằng là em hãy cố gắng níu kéo cái cuộc hôn nhân này. Bởi với kinh nghiệm của Lina thì Lina đánh giá rằng là cái khả năng chỉnh sửa và thay đổi được hoàn toàn cái cục diện của cái cuộc hôn nhân này là cực kỳ thấp. Nếu em đã từng theo dõi và nghe các podcast của Lina trên YouTube thì Lina nghĩ là chắc là em cũng đã nghe cái podcast mà Lina phân tích về những cái trường hợp hôn nhân không thể cứu vãn và nên ly hôn rồi. Thì ở đó Lina cũng có nói là có thể là trong thực tế cuộc sống có những cái trường hợp vợ chồng mâu thuẫn cãi vã nhau. Nhiều khi cái mức độ va đập cảm xúc lúc đó nó cao độ quá, nó làm cho một trong hai bên không thể kiểm soát được mà có thể dẫn đến xô xát. Đụng tay đụng chân gì đó thì nói chung á, là cả hai cũng đừng vì một vụ việc như vậy mà nổi cơn tam bành rồi đập phá luôn cả cái cam kết gắn bó hôn nhân dài lâu của mình. Những trường hợp lỗi lầm mang cái tính thời điểm như thế này á, có thể chỉnh sửa được. Tuy nhiên á, là nếu cuộc hôn nhân nào mà cái tình trạng bạo hành bao gồm cả bạo hành thể xác và bạo hành tinh thần nó đã diễn ra ở cái mức thường xuyên kiểu như là bị lạm dụng thì cái người nạn nhân á, nên tìm cách thoát ra ngay, đừng có chần chừ gì nữa. Đừng vì tình nghĩa, vì chuyện tài chính, kinh tế, hay nhất là đừng có nói là tại vì con mà ở lại. Bởi vì ở lại kiểu đó thì mình sẽ chết dần chết mòn thôi, mà lúc đó thì còn hại con mình hơn nữa chứ không có ích gì. Thì Lina thấy em nói rằng là đã mệt mỏi đến kiệt sức không làm việc được, có nghĩa là Lina có thể hình dung ra cái vấn đề nghiêm trọng nó đến đâu rồi. Thế nên là đừng có do dự trong chuyện này mà hãy mạnh dạn đứng lên quyết định thực hiện cái điều đúng cần làm em nhé. Chuyện của em thì về cơ bản hướng giải quyết đã là vậy rồi. Tuy nhiên là trước khi hướng dẫn giúp em cái cách nên hành xử như thế nào trong cái chuyện ly hôn á, để nó ít cái tổn thất nhất á, thì Lina cũng muốn chia sẻ với em một vài cái phân tích tâm lý để em hiểu, cũng như là cho một số các bạn độc giả nếu ở trong cùng hoàn cảnh thì cùng nghe để tham khảo luôn. Đầu tiên á, nói về chuyện bạo hành tâm lý và chuyện ngoại tình của anh ta đi.
Có thể em đang quy kết đó là bản chất xấu của anh ta không thể hóa giải được. Thì Lina đồng ý rằng là thật sự để đến cái nước mà đánh nhau, chửi nhau, xúc phạm nhau rồi bồ bịch loạn xạ bên ngoài như thế này hết lần này đến lần khác ấy, thì quả thật là chúng ta khó có thể xoay chuyển được cái con người này theo cái kiểu là đang từ cái này mà xoay 180 độ để mà trở thành một người tốt được nữa rồi. Tuy nhiên á, là hãy nhìn nhận một cách công bằng cái lý do tại sao anh ta lại trở nên như thế. Liệu điều đó nó có góp phần bởi cái những cái tương tác sai cách của em đối với anh ta ngay từ những cái ngày đầu hôn nhân đến giờ hay không? Con người ai cũng vậy thôi, đều có những cái nhu cầu tinh thần cần được đáp ứng. Và khi họ cảm thấy bị thiếu hụt về nhu cầu này nè, con người ta sẽ tìm cách thỏa mãn nó. Và rất có thể là do không biết cách giải tỏa theo cái hướng tích cực, thì những cái cách họ làm lại là những cái điều tiêu cực gây ra cho bên kia. Thì Lina đã từng tư vấn tâm lý cho một người đàn ông, và câu chuyện của anh ta thì thật sự là đáng để các chị em chúng ta cùng suy ngẫm. Đó là anh ta kết hôn với vợ qua mai mối, thì ngay đêm tân hôn thì anh ta biết rằng là vợ không có còn trinh trắng. Và trong suốt cái hành trình hôn nhân sau đó, anh ta nhận ra rằng là cô không có yêu nhiều như là anh mong đợi. Tình yêu không có, nên sự cảm thông và bao dung của cô nó cũng không có luôn. Anh thì yêu vợ nhưng mà cứ dằn vặt với cái cảm giác mình là người không có vai trò gì trong cái đời sống tình cảm của cô. Thì anh cảm thấy ghen với quá khứ của cô. Một cái điều gì đó mà thật sự là lúc Lina hỏi anh ta cũng mù mờ, hoàn toàn không biết. Anh ta chỉ biết là anh ta cảm thấy khó chịu như vậy thôi. Và anh ta nghi ngờ cái hiện tại của cô. Rồi anh quan tâm cô theo cái kiểu mà kiểm soát, xuất phát từ cái tâm lý bất an của mình ha. Chỉ cần không một cái điều gì đó không ưng ý là có thể gợi lên cái sự bất an này, là anh đã làm những cái hành động như kiểu là mắng chửi, trách móc, thậm chí là bạo lực. Và thế là cái cảm xúc của cô đối với anh nó càng ngày nó càng tệ đi ha. Cô càng im càng nhịn thì anh lại càng thấy tức tối, và anh lại càng muốn chứng tỏ mình quan trọng đối với cô bằng cái việc là áp đặt nè, kiểm soát nè, phong tỏa cuộc sống của cô, rồi thì lại đi ngoại tình để cho cô biết rằng là anh có giá trị như thế nào. Nói chung là mọi chuyện xảy ra trong cái quan hệ vợ chồng của anh ta thì Lina có thể hình dung nó có phần nào giống với cái hoàn cảnh của em. Khi mà đến gặp Lina để tư vấn trước khi đăng ký vào liệu trình thì anh ta vẫn luôn nói rằng là mình yêu vợ và mình không có muốn ly hôn. Nhưng anh ta không hiểu tại sao mình lại làm ra những cái điều như vậy trước đó. Và chính anh ta cũng hoang mang rằng là nếu mà hàn gắn trở lại thì anh liệu có vấp phải những cái sai lầm như cũ, khi mà anh vẫn phải đối mặt với cái bộ mẫu tương tác cũ mà của vợ anh hay không. Thì đó, em thấy không? Để mọi chuyện đến nước tệ như thế này nè, khi mà chị kể cái câu chuyện của cái anh khách hàng kể ra, thật ra là chúng ta không thanh minh cho cái người chồng của em. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải nhìn ra rằng là không phải chỉ có lỗi của riêng người kia, mà chính bản thân em nó cũng góp phần vào cái kết cục này nè. Mối quan hệ hôn nhân như chị trong rất nhiều podcast chị đã phân tích, nó là mối quan hệ tương tác hai chiều, có qua thì có lại ha. Nếu em có cái kiến thức hôn nhân hơn, có em hiểu biết hơn về cái tâm lý chính mình và bạn đời á, mà hành xử đúng cách từ sớm hơn, hay là thì lúc đó em có thể ngăn chặn được cái động cơ ngoại tình, cũng như là khi mà cái chuyện nó đã xảy ra thì em có cái cách tha thứ hay là cách giải quyết hậu quả của cái lần ngoại tình đầu tiên của anh ta đúng cách hơn á, thì mọi chuyện nó đã không tệ như thế này. Chứ không phải là để em rồi em thấy anh ta năn nỉ rồi em về lại mà em lại không có cái sự thay đổi hợp lý, rồi là em âm thầm chịu đựng thêm 7 năm nữa trong cái tình cảnh mà càng lúc càng tệ lên thế này. Thôi thì dù gì giọt nước nó cũng đã tràn ly rồi. Rất khó để vớt vát lại khi mà sự tổn thương ở trong em nó đã quá lớn, và những gì mà anh ta làm nó đã vượt qua khỏi cái ranh giới để khó có thể mà quay về. Cái tình trạng bạo hành mà cả về tinh thần và thể xác mà đến độ ảnh hưởng sức khỏe thì cần phải chấm dứt, chứ không nên để thêm một cái thời gian nào kéo dài hơn được nữa. Phân tích cho em hiểu chút về cái chuyện đã qua ha. Giờ ta quay lại vấn đề là em nên làm cách nào để hậu quả của chuyện này là nó ít thiệt hại nhất cho em ha. Thì trước tiên là chúng ta phải hiểu rằng là về mặt pháp lý thì có hai cách để nộp đơn ly hôn. Đó là ly hôn đồng thuận và là đơn phương ly hôn ha. Anh ta không đồng ý thì em vẫn có thể thực hiện được việc đơn phương ly hôn bằng cách tự mình nộp đơn tại tòa án địa phương. Em có bằng chứng ngoại tình của anh ta thì xem như là có đủ căn cứ để chứng minh rằng cái mối quan hệ của cả hai không thể hàn gắn, nên việc xét xử cũng không phải là không thực hiện được.
Tuy nhiên là với cái tính cách của anh ta thì Lina e rằng là cái phương pháp này nó sẽ chọc tức anh và làm cho anh có những cái phản ứng tiêu cực khó lường cho em. Nhất là trong những cái chuyện liên quan đến tài chính, nhà cửa, con cái là những thứ mà nói thật là em không có lợi thế bằng anh ta. Thế nên là hãy suy nghĩ lại, khi chính em cũng biết rằng là mình cũng không phải là không có lỗi trong các cái hành xử sai cách suốt cái thời gian hôn nhân mới tạo nên cái cục như thế này, thì em cũng đừng làm gì mà gọi là cạn tàu ráo máng với anh ta quá. Em có nói với chị là em có bằng chứng ngoại tình của anh ta ha, nhưng tuy nhiên là đừng có sử dụng những cái hình ảnh hay những cái bằng chứng ngoại tình của anh ta vào cái việc làm nhục hay bôi xấu hay là báo cáo cơ quan hay là quậy đến người thứ ba gì cả. Đừng để anh ta vào đường cùng ha. Khi lòng em đã xác định rằng là việc buông và việc em chọn ly hôn là điều đúng, thì hãy có cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nhất với anh ta. Nói rằng là mình tôn trọng cái sự lựa chọn của anh ta và đồng ý để anh ta đến với cái người thứ ba kia, thay vì là phải sống khổ sở trong một cái cuộc hôn nhân không có hạnh phúc như là với em hiện tại ha. Em hãy thuyết phục anh ta đồng thuận ly hôn để giữ hòa khí cho đôi bên và không ảnh hưởng nhiều đến con cái và gia đình hai bên. Có thể là anh ta sẽ chối và tiếp tục đổ lỗi qua cho em, hay là nóng tính lên mà mắng chửi gì đó, thì cũng hãy thẳng thắn thông báo cho anh ta biết cái ranh giới bảo vệ của mình là ở đâu. Đó là nếu anh ta đồng ý ly hôn thỏa thuận thì mọi chuyện về bằng chứng nợ kia thì em sẽ để yên ha. Còn không á, nếu mà anh ta muốn quậy lên thì em vẫn sẽ chọn cách đơn phương ly hôn, và như thế thì em sẽ đem hết bằng chứng nộp cho tòa, cũng như đi nộp cho cơ quan ban ngành bên anh bên em gì đó ha, để làm cái cơ sở chứng minh cho cái quyết định ly hôn của mình. Em cứ nêu rõ hai cái trường hợp cho anh ta xem là như thế, và giao cái quyền lựa chọn là thuộc về cho anh. Tuy nhiên là nhớ giữ thái độ ôn hòa nhưng cương quyết trong trao đổi, đừng để bị dẫn dắt vào trong cái cảm xúc lên xuống của anh ta. Anh ta có thể nóng nảy tranh cãi hay là ủy mị van xin níu kéo gì đó, nhưng mà miễn là em cương quyết giữ cái thái độ chuẩn mực và quyết tâm của mình thì sẽ làm được nhé. Một cuộc hôn nhân sai lầm ngay từ cái thời điểm đầu tiên khi mà kết hôn không có đủ tình yêu, và rồi một chuỗi những cái điều không đúng đã dẫn em đến ngày hôm nay. Nhưng thôi, hãy nhìn vào cái mặt tích cực rằng là em vẫn còn đó hai đứa con để làm niềm vui sống, thì hãy dũng cảm rời bỏ cái người mà đã chưa bao giờ là cái người đồng đội đúng nghĩa của em. Thì Lina chúc em là thanh thản với cái quyết định của mình nhé. Phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho cái chủ đề ngày hôm nay đến đây là hết. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì cái việc tư vấn kiểu tương tự như thế này cho các thành viên của group Giúp Nhau Hạnh Phúc, và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach tại YouTube. Thì bạn nào chưa vào group thì có thể click cái đường link group ở ngay dưới podcast này để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Hoặc là bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube luôn nhé. Nhớ đừng có quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận những cái podcast sớm nhất nha. Thì hẹn gặp lại các bạn tại group Giúp Nhau Hạnh Phúc và tại kênh Lina này nhé. Tôi là Lina, chào các bạn.